Con hươu còn biết yêu thương mẹ. Dê mẹ xả thân bồi sữa cho dê con. Đại bàng lớn tụ thành đàn bay về hướng nam. Những con quạ còn biết đúc mồi cho quạ con. Người già luôn định được phương phía trước. Bồ câu thường giúp người đưa thư. Bò già rồi mà vẫn phải cày ruộng cho người. Chó thì rất trung thành với chủ. Không khí với ánh sáng mặt trời vốn dĩ rất tự do. Hơi thở dưới đao của người đồ tể là ngắn ngủi như thế. Tất cả nhịp mạch đập đều là tuyệt vời của thế giới này. Tôn trọng tất cả sinh mệnh chính là yêu quý sinh mạng chính bản thân mình. Bảo vệ tất cả sinh mệnh chính là mang lại món quà hạnh phúc cho bản thân mình. Chúng tôi tin rằng tình yêu sẽ thay đổi mọi thứ. Cầu xin. Câu chuyện khi quân giải phóng xây dựng tại Tây Bắc. Hay là nơi quỷ quái gì đây? Muốn uống một ngụm nước phải vận chuyển từ nơi xa lạc tới. Cố gắng nhịn đi, đợi đào giếng xong rồi chúng ta sẽ không cần phải đi như thế này nữa. Bỏ đi, không nhắc đến đào giếng thì thôi. Vừa nhắc đến là em không vui rồi. Đã đào bao nhiêu lâu rồi, một giọt nước mà cũng không nhìn thấy nữa. Yên tâm đi, chỉ cần kiên nhẫn, sớm muộn cũng đào được nước thôi. À, em vẫn không hiểu, cấp trên cứ tại sao nhất quyết bắt chúng ta đến nơi khỉ ho cò gáy này chứ. Đội trưởng, như vậy là không phải tự mình làm khổ mình sao? Rốt cuộc cũng phải có người chịu khổ thì nơi này mới có sự biến đổi được. Đội trưởng, tóm lại là em vẫn không hiểu. Chúng ta làm lên, phải có tinh thần phụng sự. Kìa, là cái gì? Đó là cái gì vậy? Hình như là một con bò giáp Tây Tạng. Cậu mau xuống xe đuổi nó đi, đừng để lỡ việc của chúng ta. Đội trưởng, anh yên tâm. Xem em đây. Hey, bò ngoan thì không cản đường. Mau đi chỗ khác đi. Đi mau, tao bảo mày đi chỗ khác mà. Mày có nghe thấy không vậy? Cậu muốn làm gì vậy? Mày còn cứng đầu không nghe. Mày đợi tao đó. Tao không tin là không trị được mày. Đi mau. Cậu muốn làm gì vậy? Đi mau không? Đi. Đi mau không? Còn không đi tao sẽ bắn chết mày. Mau tránh ra. Mày ép tao nổi sống hả? Đừng có làm bừa. Đội trưởng, em... Chuyện này nhất định phải có lý do. Thế này là thế nào? Miệng con bò này khô quá. Xem ra là nó đang đói khát, muốn xin tí nước uống đó. Nó muốn xin nước uống. Đúng rồi, cậu xem nó kìa, nó cứ liếm quanh môi mãi.
Nước của chúng ta còn không đủ uống, ở đâu ra mà có nước cho nó uống chứ? Hơn nữa cấp trên đã có kỷ luật, xe nước này một giọt nước cũng không thể thiếu. Đội trưởng, anh... Không sao, trên đường đi, tôi còn dư lại một bình nước này. May ra đủ làm cho nó đỡ khát cổ họng. Nó cũng rất tội nghiệp vì muốn xin nước uống, thêm một chút nữa là bị xe tông. Ê, hóa ra là vậy, bản thân nó không nỡ uống mà để dành cho con nó. Nhưng mà thế này là thế không đủ. Đội trưởng, bình nước của em cũng đủ để cho tụi nó uống rồi. Không sao, nó cần hơn. Đội trưởng, anh xem chúng nó thoải mái chưa kìa. Đội trưởng, nếu như chúng ta sớm ngày nào đào được giếng có nước, đừng nói là người, đến những ngày tháng của trâu bò cũng đã đỡ vất vả hơn nhiều. Đúng rồi. Được rồi. Tạm biệt. Tạm biệt. Đội trưởng, anh xem, có nước rồi, quả là không như trước nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di
phơ. Nam mô A Di Đà Phật.